kỷ luật của người thành đạt, đọc nhiều hơn khi không có gì để làm, kiếm nhiều tiền hơn khi có cơ hội, tập thể dục thường xuyên hơn ngay cả khi bận rộn. Nếu không thể tự giác kỷ luật, bạn phải chấp nhận sự bình thường của mình, chấp nhận hoàn cảnh khó khăn của mình, thậm chí chấp nhận cuộc sống ngày càng túng của mình. Trên mạng xã hội có một cụm từ gọi là người vô dụng tích cực, chỉ những người rất thích đặt ra mục tiêu nhưng hầu như không bao giờ làm được. Họ trông có vẻ rất tích cực, miệng nói sau này sẽ chăm tập thể dục, học nhiều hơn, nhưng trên thực tế Kiên trì chẳng được bao lâu đã đứt gánh giữa đường, thực ra tự giác kỷ luật với người lớn mà nói, đều là kiên trì từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, không có việc gì thì mang sách ra đọc, rảnh rỗi thì kiếm thêm tiền, hàng ngày vận động nhiều hơn một chút. Những chuyện này trông thì có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nếu bạn tích lũy, dần dần bạn sẽ tìm được phiên bản tốt hơn của chính mình. Một không có việc gì thì mang sách ra đọc, nhà đầu tư nổi tiếng Charlie Munger nói, tất cả những người thông minh thuộc mọi ngành nghề mà tôi biết không có một ai là không đọc sách mỗi ngày, không có. Một người cũng không. Đúng vậy, ông vua kính tạo Đức Vượng, chủ tịch của FUIAO, một trong những tập đoàn sản xuất kính lớn nhất thế giới luôn đọc sách và những lúc rảnh rỗi không có công việc phải xử lý. Đọc Tăng Quốc Phiên, ông nhận ra được rằng người tài trong thiên hạ đều bại bởi chữ ngạo, kể từ đó ông luôn rất khiêm tốn trong đối nhân xử thế. Đọc Kim Cương Kinh, ông ngộ ra được rằng làm việc thiện không phải là để cho người khác thấy, kể từ đó ông âm thầm làm việc đề cao sự thanh tịnh bên trong nội tâm đọc sách hàng ngày là một sự tích lũy giúp bồi bổ tinh thần và củng cố trí óc của chúng ta khoảng cách giữa người đọc sách và không đọc sách quả thực rất lớn xã hội hiện đại thông tin bùng nổ khó ai có thể tĩnh tâm mà đọc hết một cuốn sách hay một bài viết dài nhưng nếu bạn bỏ bê bản thân mà không đọc hay suy nghĩ nhiều con người bạn sẽ chỉ ngày càng trở nên thô tục và bảo thủ hơn mà thôi giống như có người từng nói Đọc các cuốn sách kinh điển là đang đối thoại với những tâm hồn vĩ đại của loài người. Họ sẽ dẫn dắt chúng ta bước ra khỏi sự thiền cận, nông cạn. Muốn mở rộng tầm mắt, học được nhiều tri thức, đọc sách là phương pháp tốn ít tiền nhất. Đọc một cuốn hồi ký là bạn sống lại một cuộc đời khác. Đọc một cuốn sách nổi tiếng là bạn đang góp nhặt được trí tuệ và kinh nghiệm giữa thời những thăng trầm của thời đại. Đọc sách là sự va chạm giữa trái tim và trái tim, là sự gặp gỡ của linh hồn với linh hồn đọc nhiều sách hơn và chúng ta sẽ có thể thoát khỏi sự hời hợt, đồng thời trở nên khôn ngoan, rạng rỡ hơn. Hai rảnh rỗi thì kiếm thêm tiền. Diễn viên nổi tiếng Châu Tinh Trì trong một lần phỏng vấn đã được hỏi rằng, bạn nghĩ thế nào về tiền bạc? Châu Tinh Trì không do dự trả lời, tôi luôn mong có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Có cái gì quan trọng hơn tiền ư? Ừ. Tôi yêu tiền. Bước vào tuổi trung niên thừa nhận rằng bản thân yêu tiền chẳng phải là chuyện xấu. Trong cuộc sống, có cái gì là không cần tiêu tiền? Tôi có quen một người bạn, ngoài công việc chính là thiết kế ra, cậu ấy còn chụp ảnh để kiếm thêm. Tháng trước, nhờ một buổi đi chụp ảnh, thu nhập tháng đó của cậu ấy cao gấp 3 lần bình thường. Nhưng dù như vậy, cậu ấy vẫn rất chăm chỉ, cứ cuối tuần là sẽ đi chụp ảnh cưới, ảnh sự kiện. Gần đây, cậu ấy còn tranh thủ thời gian sau khi tan làm để học cách viết kịch bản và dự định sẽ tự làm nội dung trên nền tảng video ngắn. Trên trang cá nhân, cậu ấy viết, tranh thủ đầu óc vẫn hoạt động tốt thì nỗ lực kiếm tiền mua nhà mua xe nếu có thể tích góp tiền để đi du lịch đó đây đợi một ngày nào đó hiện thực ước mơ tự do tài chính tôi nhất định sẽ cảm ơn những nỗ lực không ngừng nghỉ của hiện tại không thể tán đồng hơn thế giới của người lớn từ cái ăn cái mặc giải trí vui chơi cái gì cũng cần tới sự hỗ trợ của tiền bạc kiếm nhiều tiền bạn sẽ có đủ năng lực chống chọi với những điều ngoài ý muốn xảy ra trong tương lai và cũng là để bạn có quyền lựa chọn khi muốn theo đuổi thứ mà mình thích Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, tất cả đều không có khả năng. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, nhiều lao động nhập cư phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải và cắt giảm lương. Học thêm một kỹ năng, nâng cao khả năng kiếm tiền, tương lai mới có thêm một phần bảo hiểm. Okaway từng nói, khi còn trẻ, tôi từng cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Giờ già rồi, tôi mới phát hiện ra, đúng là như vậy. Không có tiền, áp lực trùng trùng, có tiền trong tay, tâm mới an. Ba hàng ngày vận động nhiều hơn một chút. Nữ diễn viên người Đài Loan Âu Dương Tịnh từng mắc chứng trầm cảm và chứng ăn mất kiểm soát trong suốt 6 năm. Trong một lần tình cờ, cô quen biết một vị tiền bối chạy me dơ thôn ở Nhật Bản dưới sự ảnh hưởng của đối phương. Cô cũng bắt đầu chạy me dơ thôn. Ban đầu, một km cô cũng không chạy được, nhưng sau một khoảng thời gian kiên trì, cô dần dần chạy được một mạch 5 km, 10 km rồi 30 km. Âu Dương Tịnh cũng dần dần thích cái cảm giác được chạy. Bước đi trong gió, tiếng lá xào xạc và hương cỏ thơm nồng nàn hai bên đường khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau hoàn thành thử thách chạy Major thôn quãng đường 42 km, Âu Dương Tịnh bắt đầu đến Nhật Bản, Mỹ và Australia để tham gia các cuộc thi Major thôn. Chạy bộ đã mang lại cho Âu Dương Tịnh một cuộc sống mới, năng lượng tiêu cực từng ẩn chứa trong cơ thể dường như đã trôi ra theo những giọt mồ hôi. Âu Dương Tịnh nói. Nếu không từng trải qua thời kỳ tăm tối nhất của cuộc đời, tôi có lẽ sẽ không thể nhận ra vẻ đẹp của việc chạy đường dài. Tập thể dục được ví như một chất tăng cường tự nhiên khiến con người trở nên tràn đầy năng lượng và sức sống. Cuốn sách nước ngoài có tên phòng tập thể dục tinh thần có viết rằng tập thể dục có thể thúc đẩy sự tiết ra serotonin và endorphin. Những chất này có thể giúp cải thiện tâm trạng và ngăn ngừa sự xuất hiện của chứng trầm cảm và sa sút trí tuệ. Ngoài ra, tập thể dục còn giúp tăng cường sóng não alpha, khiến chúng ta suy nghĩ nhanh nhẹn hơn và trở nên thông minh hơn. Nhìn chung, lợi ích của việc tập thể dục là vượt trội hơn tất cả các chất bổ sung sức khỏe và thuốc tăng cường trí não. Chúng ta có thể không cần chạy me dơ thôn mỗi ngày như Âu Dương Tịnh, nhưng chúng ta có thể tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi để tập thể dục. Dậy sớm hơn nửa tiếng ra công viên chạy bộ hay tập các động tác giãn cơ sau khi tan làm. Đừng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc cũng đừng chỉ cắm đầu vào mưu sinh mà quên đi sức khỏe của mình. Có sức khỏe, chúng ta mới có sức để làm mọi thứ. Khi bạn tạo cho mình thói quen tập thể dục, cuộc sống sẽ trả lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và một trạng thái hạnh phúc. Ngày 4, trên mạng có một câu hỏi rằng bản chất của tự giác kỷ luật là gì? Có một câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng rằng có trách nhiệm với bản thân sống trọn vẹn mỗi ngày, đọc nhiều sách hơn khi rảnh rỗi, làm giàu tâm hồn kiếm nhiều tiền hơn khi bạn có thời gian và tiết kiệm để tự tin vào cuộc sống tập thể dục nhiều hơn và tin rằng một cơ thể khỏe mạnh là thứ vốn tuyệt vời nhất trên thế giới này hãy làm nhiều những việc khiến bản thân trở nên tốt hơn rồi kiên nhẫn đợi hoa nở thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời